Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai về cái mảng phục hồi các chi tiết máy phục hồi băng lên đi, có qua điện chu tôi nghe anh em. Đây, đây em thông báo với anh Bùi Văn Hằng ở Hải Dương, em nhận được đồ rồi nghe anh Hằng. À, em nhận đồ cho anh rồi nha. Đây, ba cái trục đùi của Văn Ma. Ba trục đùi của Văn Ma, e đây nhân mà nhân của em nha. Em có băng thử cho anh em hết. Em làm xong là em thử băng cho anh em hết để anh em ở xa cho đảm bảo cho anh em sử dụng nha. À, ở đây là băng zin, nhông zin. À, cái nhông này anh em cũng biết nằm vị trí nào trong cái máy gặt hay chứ gì. À, anh em cũng biết nhông này vị trí nào cũng mới gặt. Em đem ra em thử cái men này cho anh em nha. Thử băng cho anh em hết. Làm phải thử băng cho anh em để anh em ở xa làm nó phải cho chính xác, ở xa là phải làm cho chuẩn cho anh em. Thì anh em cứ đóng gói tất cả các chi tiết máy cần phục hồi hay làm mới gì đó, anh em cứ gửi hết cho em. Mẫu hay là trục cũ hay là thế nào đó, anh em cứ gửi tất tường tật ra bưu điện hết cho em nha. Đây địa chỉ của anh đây, anh này ở Hải Dương, số điện thoại anh đây nha. Anh em cứ đóng gói như thế anh em gửi cho em. Ở đây em làm có băng thử cho anh em nha. Ở đây là băng thử của em để em thử vô cho mấy cái băng lanier của bên em đây. Anh em ở gần cứ mang tới em, anh em ở xa cứ đóng gói cứ chuyển bưu điện giúp em nha. Tất cả em làm đồ cho anh em mà đều qua bưu điện hết cho thoải mái. Anh em đừng gửi nhà xe nha anh em, đừng gửi nhà xe cực lắm. Thông tin gửi nhà xe anh em cứ gửi bằng đường bưu điện hết giúp em nha. Toàn bộ để đường bưu điện hết cho em. Mời anh Nguyễn Văn Hằng vô xem cái Bùi Văn Hằng vô xem cái trục của anh nha. À, em nhận được rồi. Hồi tối anh điện anh nhắn tin cho em, anh hỏi tới chưa mà có biết đâu mà mới tới, không tới. Bữa nay tới rồi nha anh em. Đây băng zin nha anh em, băng zin để em thử vô cái này cho khách. Anh em cứ yên tâm, ở đây băng lani em bào em phục hồi cho anh em là điều qua chui tôi điện và có đồ thử cho anh em để đảm bảo chất lượng cho anh em về tới nơi, để anh em về tới ngoại chỉ lắp vào là sử dụng thôi nha anh em, lắp vào sử dụng thôi. Cảm ơn anh em. Đây, quên giới thiệu nữa, đây là cái cúc đùi của máy gặt Văn Ma nha anh em. Này của Văn Ma, đây là của Văn Ma, mời anh em xem nó bị hư băng rồi đây. Này của Văn Ma, Văn Ma cu ta em đều làm cho anh em hết nha. Nên anh em nào có nhu cầu phục hồi cái loại nào anh em cứ gửi hết cho em. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079.